Đến tối ngày 19 tháng 2, công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà khiến một bé trai tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 phút, khói lửa bùng lên từ căn nhà trong hẻm 948 đường Lê Đức Thọ, phường 15, quận Gò Vấp kèm tiếng nổ. Nhiều người dân hô hoáng kêu cứu và huy động phương tiện tại chỗ tìm cách tiếp cận dập lửa nhưng bất thành. Theo người dân, thời điểm này trong nhà có người chạy ra hô hoáng. Nhận tin báo, lực lượng cứu nạn cứu hộ công an quận Gò Vấp điều động phương tiện và các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường khống chế đám cháy. Sau khi kiểm tra, vụ cháy khiến một bé trai 8 tuổi tử vong bên trong căn nhà. Thời điểm cháy, cha của cháu bé thoát được ra ngoài. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.